Đài truyền hình SET trân trọng thông báo khán thính giả và quý thân chủ quảng cáo. SET đang phát hình trên KJLA 57.4, Galaxy 19, Uno IP TV, SET website, YouTube channel và Facebook. Ngoài ra, SET còn phát hình trên SET TV app. Quý vị cũng có thể nghe chương trình của đài hoàn toàn miễn phí bằng cách bấm số 641-793-8136, USA T-Mobile 360-398-4449, Úc Châu 0280-805135. Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu khắp 50 tiểu bang và thế giới. Xin liên lạc với SET qua số điện thoại 714-868-6876 hoặc gửi email về địa chỉ info@setv574.com để biết thêm chi tiết. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Home Shopping tìm lại tuổi xuân trên làn sóng 57.4 Sài Gòn Entertainment Television và trên hệ thống Galaxy 19 50 tiểu bang cũng như là trên hệ thống Internet Uno IPTV. Và hôm nay cuối tuần rồi, quý vị khỏe không ạ? À? Thanh Thúy mong rằng quý vị lúc nào cũng có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều bình an và thưởng thức chương trình tìm lại tuổi xuân thật là vui vẻ và có nhiều quà tặng trong ngày hôm nay nha. Xin chào Thái Nhật. À, xin chào chị Thanh Thúy và xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tìm lại tuổi xuân trên làn sóng của 57.4. Đặc biệt là được biết rằng là chương trình này sẽ được livestream trên Facebook của đài SET, cho nên xin chào mừng các bạn đã theo dõi chương trình này trực tiếp qua Facebook cũng như là trên hệ thống của đài cũng như trên Galaxy 19. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, là ngày cuối tuần, cho nên Nhật rất là vui và hào hứng với cái show này, bởi vì chúng ta được giới thiệu những cái sản phẩm và ngày mai lại có được một cái ngày nghỉ lễ thứ bảy chủ nhật, cho nên rất là vui và hào hứng. Và đặc biệt hơn là nhắc tới những cái buổi tiệc vui cuối tuần thì Nhật cũng xin nhắc quý vị là vào tuần sau tại Lạc Cầm ngày 29 tháng 7, hai tuần nữa 29 tháng 7 thì sẽ có đêm nhạc đặc biệt của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Nhạc sĩ Từ Công Phụng quý vị cũng biết là có cái bề dày sáng tác rất là nhiều, rất là rộng lớn, và tác phẩm mà chúng ta yêu mến nhất của ông là Bây Giờ Tháng Mấy, thì tuần 29 tháng 7 sẽ có cái đêm nhạc mừng sinh nhật của ông với sự xuất hiện của rất nhiều ca sĩ. Bên cạnh đó chúng tôi thấy có sự xuất hiện của Nguyên Khang, của Ý Lan, của nữ ca sĩ Hồ Kim Hiếu, vân vân, và đặc biệt là sẽ xuất hiện của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Mong quý vị sẽ đến và ủng hộ cho show. Đó là đôi lời mà Nhật giới thiệu và chào mừng quý vị. Quý vị cũng biết là trong cuộc sống thì không thể nào mà thiếu âm nhạc được, thì âm nhạc làm cho cuộc sống thêm muôn vẻ màu sắc hơn và ý nghĩa hơn. Thanh Thúy mong rằng là có một ngày nào đó thì Thanh Thúy cũng như là khán giả của Thanh Thúy cùng có thể là cùng nhau tới là hội quán Lạc Cầm ủng hộ Thái Nhật để mà mình cùng thưởng thức những cái giai điệu âm nhạc chung với nhau. Thì cuộc sống mà có âm nhạc thì quý quá. Đúng rồi, hôm nay phải mời chị và mời quý vị đến với Lạc Cầm để cùng nghe nhạc, bởi vì Nhật làm mỗi tuần tại nơi đó vào thứ bảy và buổi tối rất là vui. Xin mời quý vị. Và bây giờ chắc chúng ta cũng sẽ trở vào chương trình. Cái sản phẩm đầu tiên là gì chị Thúy? Thì Thanh Thúy đã xin thêm một cái kéo made in Japan. Có thể là Thanh Thúy thấy là cắt đùi gà được, ngay cả các những cái container bằng sắt, bằng thép được nha quý vị nha. Nói chung những cái gì mà nó dai, nó dài mà khó cắt đó quý vị. Đúng rồi, cái kéo này là cắt rất là ngon. Bây giờ em muốn chị muốn cắt cái gì? Bây giờ chị cắt thử cho chị, em. Chị thấy trên người em cái gì mà nó chắc nhất chị cắt thử nó ra, chẳng hạn như là tóc em rất là chắc. Cái gì thử cắt thử. Cái tóc của em là chuyện gì sắc, cứ còn cắt làm đôi nó chi mà cái tóc của em làm gì mà chuyện nhỏ thôi. Thúy thì bây giờ thì Thanh Thúy đã có cái kéo rồi, nên là quý vị khán giả nào để yêu mến cây kéo bữa giờ đang muốn là Thanh Thúy tìm kéo về cho quý vị đó, thì Thanh Thúy đã có trong tay rồi nha, quý vị có thể đến lấy. Nhưng mà mình chỉ có 3 cây còn lại thôi, Thanh Thúy xin được có 3 cây. Còn có nhiều khán giả thì có kéo thì lại thích cái ấm pha trà, cái máy pha trà, hoặc là thích đèn pin. Có nhiều lúc thì Thanh Thúy tặng kéo, có một số khán giả tặng kéo nói ô tôi thích cái đèn pin. Còn một số thì hôm bữa tặng đèn pin thì tôi thích cái ấm pha trà. Cho nên mỗi người
một cái sở thích khác nhau. Thanh Thúy biết điều đó, cho nên là bây giờ nhà tài trợ tặng gì thì Thanh Thúy cứ lấy. Cho nên năm người đầu tiên mình có thể lựa chọn. Thanh Thúy xin nhắc lại, mình chỉ có 3 cây kéo mà thôi. Khoảng chừng là 3 cái đèn pin, 3 hay 4 cái đèn pin mà có thể là không sử dụng điện, cũng không sử dụng đèn pin, mà chỉ cần mình quay vài vòng thôi vậy. Là cho khán giả lựa chọn là một kéo hoặc là một đèn pin đúng không? Đúng rồi, một kéo hoặc một đèn pin hoặc là một cái tách pha trà đơn giản. Thanh Thúy, pha trà này, cái ấm này cũng là có giới hạn không chị? Cái này thì không giới hạn, mình có thể xin được khoảng chừng 10 cái, hơn 10 cái. Nhưng mà Thanh Thúy cũng có thể xin được thêm nhà tài trợ. Quý vị thấy là Thanh Thúy bữa giờ nãy giờ là Thanh Thúy pha cái trà nhân sâm mà Thanh Thúy rất là thích. Cho nên bây giờ Thanh Thúy chỉ cần... Trong đó có nước, chị mới để nước sôi, vào rồi. Trong đó, rồi Thanh Thúy chỉ cần bấm nút thôi là tự nó chảy xuống thôi quý vị. Rồi sau đó quý vị có thể là đổ nước sôi thêm vào nữa, rất là tiện. Rồi sau đó rót vô. Quý vị, cái ấm pha trà này hiện giờ bán hiện là top sale của công ty điện tử Tectonic. Từ gì bán rất là được. Và một cái kinh nghiệm chia sẻ cho quý vị là đó là hiện mới đây nhất thôi. Trước cái show này thì Thanh Thúy nãy giờ, sáng giờ cũng đi vòng vòng, đi bộ ngoài đường á. Thì thấy sao dạo này cô này hay đi lang thang quá. Rồi Thanh Thúy thì chị đi mất xe hả? Chị xin tài trợ và tặng cho khán giả. Và Thanh Thúy bị say nắng. Thì quý vị biết là Thanh Thúy say nắng chống mặt vô vàng luôn, mà tuyệt vời như vậy. Thanh Thúy chỉ cần một cái chai dầu, một cái chai dầu, em lấy cái dầu đây, cho chị cái này, dầu đây. Một cái chai dầu con tê giác thôi vị. Thanh Thúy bỏ để vào hai cái thái dương cũng như là hai cái ở dưới cổ, sau cổ vị, khoảng chừng 5 phút nó thấy người nó mát, nó thư giãn. Chính điều cái thư giãn đó nó làm cho Thanh Thúy cân bằng lại liền, không còn chóng mặt nữa. Tuyệt vời như vậy đó em. Wow, cái dầu tuyệt vời. Bởi vì cái dầu này làm theo công nghệ nano, công nghệ nano. Mà đặc biệt hơn nữa là cái dầu này nó có cái mùi nó nhẹ nhàng, nó không quá nặng mùi đó, cho quý vị dễ sử dụng lắm. Mà con nít đôi khi bị té chảy máu rồi đó, chúng ta thoa vào thì nó sẽ không cay vào con mắt của bé. Vì vậy đây là cái món quà mà chúng tôi hôm nay muốn dành tặng cho tất cả quý vị. Khi quý vị mua cái đông trùng hạ thảo đỏ, một cái chai dầu cửa hiệu tê giác rất đặc biệt, tê đâu giác đó như chị Thanh Thúy giới thiệu. Và mà Thanh Thúy có một cái kinh nghiệm hồi xưa mà ở trong cơ đài của mình, có một đồng nghiệp của Thanh Thúy, một nhân viên, khi mà mở cái máy mà máy xe củ tỏi nè, thì đó thì mở ra lúc mà để bặn đó thì có sơ trúng vô cái tay, chảy máu. Chảy máu luôn. Chảy máu thì sau đó là sử dụng dầu con tê giác thấm vào. Điều mà Thanh Thúy thấy rõ, mà không phải là Thanh Thúy bị gặp một lần đâu, mà nhiều lần như vậy. Nó cầm được máu liền quý vị ơi. Từ vì nó là công nghệ nano, một đơn vị nhỏ, rất là nhỏ, dùng để đo con virus quý vị. Cho nên tại sao mà có hiệu quả nhanh như vậy. Và xin thưa vị, cho Thanh Thúy trước khi mà làm vào chương trình và mở đường dây điện thoại, thì bây giờ cái dầu con tê giác bình thường đó là một cái món quà nhà tài trợ mà muốn giới thiệu đến quý vị để mua đông trùng hạ thảo đỏ. Thì bình thường quý vị biết là mua một cái hộp đông trùng hạ thảo đỏ trị giá là 200 đồng, quý vị được tặng một cái hộp dầu con tê giác là 6 chai dầu. Thì nhà tài trợ đã tặng cho chúng ta 6 chai dầu lận. Bình thường là theo quý vị thấy là ở ngoài người ta bán chỉ tặng một cái chai dầu thôi, mà nhà tài trợ tặng cho quý vị 6 chai dầu để mà giới thiệu và để làm một cái promotion cho cái sản phẩm đông trùng hạ thảo đỏ. Nhưng mà nhà tài trợ cũng đã thông báo với Thanh Thúy là cái số lượng quà tặng bây giờ cũng gần hết rồi. Cho nên là về sau đó thì mong rằng quý vị thông cảm, chúng tôi không tặng hộp dầu như thường lệ nữa, mà chúng tôi sẽ bán với cái giá là 45 đồng. Từ bữa giờ cũng đã phát rất là nhiều cho bà con để thử sử dụng dầu con tê giác tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà quý vị có thể gọi vào chia sẻ trong những giờ kế tiếp, hoặc là hôm nay dầu con tê giác quý vị sử dụng tốt như thế nào, chúng tôi sẽ có món quà của dầu con tê. Quý vị có thể lấy một chai dầu con tê giác, hoặc là có những cái quà tặng của công ty để tặng đến cho quý vị. Vậy khi quý vị chia sẻ, khán giả gọi vào mà nói lên chia sẻ về những công dụng của cái dầu thì chúng ta sẽ tặng cái thẻ bài phải không, để cho khán giả cạo gió hay là cái đồng xu. Cho nên là bên quý vị ơi, cho nên á là hôm nay mình vẫn còn có promotion là mua để được tặng nguyên một hộp dầu, nhưng mà cái số lượng thanh
Thúy xin báo trước là cái số lượng cũng đã gần hết rồi, cho nên là không thể nào mà suốt ngày tặng một cái hộp dầu như vậy. Thì công ty không có lời chỉ thời gian qua là để quảng cáo cho quý vị. Cho nên hôm nay cũng là một trong những cái dịp gần chót chúng ta mua đông trùng hạ thảo mà được tặng hộp dầu. Cho nên quý vị nào mà có cái nhu cầu mà chúng ta có hộp dầu, quý vị cứ gọi vào order cái đông trùng hạ thảo đỏ nha. Và cũng bên cạnh đó thì nếu quý vị mua một hộp như vậy là 6 chai 45 đồng thì không biết công ty có bán lẻ từng chai, chẳng hạn nhiều người muốn mua một chai 10 đồng một chai. Nhưng mà có diễn hội hôm nay thì mình chưa có cái promotion gì đặc biệt cho dầu hết. Ngày mai khi mà cái số lượng dầu mà hết rồi đó thì Thanh Thúy sẽ work với lại nhà sản xuất dầu để cho chúng ta những cái quà tặng gì để mà khán giả mua vẫn có quà tặng, vẫn vui vẻ. Bây giờ trở lại chương trình, hôm nay mình có quà tặng gì? Thì năm món quà đầu tiên của nhà tài trợ công ty điện tử Tektronix, quý vị có thể lấy là kéo, đèn pin và cũng như là cái máy pha trà. Và quý vị mua sản phẩm gì thì quý vị sẽ được những cái quà tặng của nhà tài trợ. Thưa đó là một cái đông trùng hạ thảo đỏ trị giá là 200 đồng, giúp cho chúng ta hệ miễn dịch tăng, hệ miễn dịch tăng sức đề kháng, bổ cho phổi, thận, gan, giúp cho ngủ ngon, ăn ngon và giảm tiểu đêm tuyệt vời. Và đồng thời chị em phụ nữ chúng ta là bổ âm và đẹp da, da mặt sẽ hồng hào và kinh nguyệt đều đặn hơn. Và riêng các cô lớn tuổi thì chậm cái thời kỳ mãn kinh, quý vị sẽ được tặng cái gì? Quý vị được tặng thêm một cái 30 viên nhớ vị nha, một chai một lọ 30 viên đông trùng hạ thảo đỏ, một cái món quà rất là quý khi quý vị gửi tặng cho chính mình và gửi tặng cho những người quý vị yêu thương và quan tâm, bởi vì nó work rất là hiệu quả bằng công nghệ nano. Và quý vị được tặng gì thêm nữa? Đó là quý vị được tặng thêm một hộp dầu con tê giác, có 6 chai dầu trong đây, 16 chai dầu trong đó quý vị nha. Chai dầu size rất là lớn, cầm được máu, sổ mũi, nhức đầu, choáng váng, say tàu xe hoặc là say xe hoặc là say máy bay, chỉ cần 5 phút thôi là quý vị sẽ thấy là cân bằng, giảm rất nhiều, vì nó là có tinh dầu giúp cho quý vị thư giãn, relax. Và quý vị còn được tặng thêm một chai nghệ nha. Được tặng thêm một cái chai nghệ và một cái quạt máy. Wow, một cái quạt promotion máy. Là quạt máy mà cái quạt máy tròn nha, chứ không phải là cái quạt máy cao giống ngày hôm qua. Cái quạt máy nha quý vị nha. Và ngoài ra mình còn được tặng thêm một cái máy rau củ quả. Em có thể mở cho khán giả coi đây, máy cắt rau củ quả rất là tuyệt vời cho quý vị. Quý vị có thể là hôm qua chị em mình cũng có nói về cái máy này đó. Thì rất là tiện là quý vị cũng có thể là vừa cắt rau củ quả mà cũng lại vừa đánh trứng làm bột luôn. Đúng rồi, quý vị có thể là blend, đây có cái máy, có cái blend quý vị. Quý vị có thể là đánh trứng, đánh bột. Còn cái này thêm thấy không dám mở lên sợ đứt tay, từ đó rất là bén. Cho nên thì là nó cắt ra những cái như là ớt, mà ớt Đà Lạt á, cắt khúc 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 cho quý vị, rất là bén và được sử dụng rất là nhiều. Cái công ty này đã được nhiều giải thưởng cho cái sản phẩm rất là tốt cho của người tiêu dùng, đánh giá rất là cao và 5 star quý vị. Cho nên bây giờ quý vị và Thanh Thúy và Thái Nhật sẽ bắt đầu tiếp điện thoại cho quý vị, mở đường dây điện thoại để quý vị bắt đầu gọi vào qua số điện thoại là 1888 680 6689, 1888 680 6689. Xin nhắc lại về đông trùng hạ thảo đỏ, về promotion đặc biệt của chúng ta là gì, có thể mời Thái Nhật. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị mua đông trùng hạ thảo đỏ 200 đồng 90 viên, chúng ta sẽ được tặng một hộp dầu tê giác. Quý vị cũng sẽ được tặng một cái hộp nghệ được sản xuất hoàn toàn tại Hoa Kỳ, và cũng như quý vị cũng sẽ được tặng một cái quạt, một cái quạt tròn rất là dễ sử dụng, đặc biệt là trong mùa hè này chúng ta có thể để bàn, chúng ta có thể để ngay đầu giường của chúng ta để ngủ không có bị nóng. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có nhận được một cái máy gọi là cắt rau củ quả, rất là tiện lợi cho các chị em phụ nữ đang làm việc bếp núc ở nhà, rất là gọn. Và cái món quà mà chúng ta ngày hôm nay đó là 1 2 3 4 4 món quà chính đó, là chúng ta mua lúc nào cũng sẽ được 4 món quà này. Và bên cạnh đó thì vẫn có cái kéo, phải không? Đúng rồi. Kéo, đèn pin và cái ấm ấm trà, nếu quý vị lựa chọn một trong ba cái đó. Thanh Thúy có thể mời anh kỹ thuật cho Thanh Thúy xem và khán giả xem cái cây quạt của chúng ta mà nhà tài trợ đã tặng cho chúng ta, một cây quạt vào mùa hè để cho chúng ta có thể là cảm thấy là thư giãn hơn, mát mẻ hơn vào mùa hè nóng bức. Thì đó là một cây quạt. Quý vị có thể là còn ngoài ra một cây quạt đó là của nhà tài trợ nhớ vị nha. Nghệ và dâu cũng là của nhà tài trợ. Còn nhà của nhà tài trợ điện tử Tektronix tặng cho chúng ta đó cái gì? Đó là một cây kéo, một cái đèn pin,
hoặc là một cái ấm pha trà. Ba trong món quà này quý vị có thể chọn lựa, 5 người đầu tiên có thể chọn lựa. Mình còn khi mà hết 3 cây kéo rồi và hết 3 cái đèn pin rồi thì bắt buộc là quý vị phải chọn cái ấm pha trà, cái máy pha trà rất là tiện lợi. Thanh Thúy xin nhắc lại, một cái đông trùng hạt thảo đỏ giúp cho chúng ta tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, bổ cho phổi, thận, gan, phụ nữ thì bổ âm, đẹp da, và vợ chồng thì tăng cường sinh lý, và các cô lớn tuổi thì chậm thời kỳ mãn kinh, các bác mà thấy là buổi tối mình hay tiểu đêm thì cái đông trùng hạ thảo đỏ giúp các bác giảm tiểu đêm rất là tốt. Không chỉ là Thanh Thúy và một vài người chia sẻ đâu, mà rất là đông người bao nhiêu năm qua, cả mười mấy năm qua là người ta đã chia sẻ về cái đông trùng hạ thảo đã giúp người ta giảm tiểu đêm rất là nhiều, đặc biệt là trong vài năm qua khi mà công ty US Nutrilab sản xuất ra cái đông trùng hạt thảo đỏ này thì cái tiểu đêm nó không còn nữa các bác ơi. Cho nên các bác nào mà tiểu đêm mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình thì vui lòng có thể là thử một chai đông trùng hạt thảo đỏ mỗi ngày một viên từ thứ hai cho đến thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật mình không còn cần sử dụng nữa thì cái tiểu đêm sẽ không còn nữa và ngủ rất là ngon, ăn rất là ngon và mình có nhiều cái năng lực, năng lượng để làm việc, để vui đùa bên con cháu. Và nếu các cô chú nào mà nói là ok tôi không biết là tôi sử dụng có tốt hay không, thì nếu mà các cô chú order ngày hôm nay mà lấy liền trong ngày hôm nay và ngày mai có thể đến lấy thì tụi con sẽ tặng cho các cô chú thêm một cái lọ 10 viên nữa. Ồ, chúng ta có 90 viên, một lọ 30 viên rồi sẽ tặng thêm một lọ 10 viên nữa. Rất là tiện cho quý vị nếu mà hôm nay hoặc là ngày mai tới lấy. Xin chào 626, Thanh Thúy xin chào. Hello, xin chào 626. Ngoài đông trùng hạ thảo đỏ là còn cái sản phẩm nào được tặng với chị? Dạ có chị ạ. Bây giờ Thanh Thúy xin nói về sụn cá mập nha chị. Thì sụn cá mập thì hôm nay là 120 đồng. Mình có 3 chai, một chai như vậy là 300 viên thì mình được sẽ tặng một cái dán là Apex, là như là season pass đó chị. Rồi chợ để cho giảm đau nhất. Mình được giờ hả? Một cái miếng dán Apex nha chị, và một cái thuốc nhuộm tóc check file nha chị, thì có thể cho chị cái miếng dán Apex nha. Dạ, một cái dán Apex và 10 miếng trong đó, và còn một cái thuốc nhuộm tóc check file nha chị. Và mình được tặng thêm một, chị có thể là lấy ấm pha trà, một cây kéo hoặc là một cái đèn pin, chị có thể chọn lựa nha chị. Hoặc là chị có thể lấy cao cốt sâm. Cao cốt sâm. Dạ. Nói luôn để em biết luôn. Dạ, cái cao su cốt sâm thì 260 đồng. Hôm nay chị cũng được tặng một cái thuốc nhuộm tóc check file hoàn toàn bằng dược thảo và ngọc trai đen. Và ngoài ra chị còn được tặng thêm một cái hộp trà. Hộp trà từ mình có tặng cái ấm pha trà rồi, mình cần một cái hộp trà. Trong đây có những cái gói trà để chị pha chung cái ấm pha trà mà hiện giờ Thanh Thúy đang làm đây nè. Mình được tặng một cái hộp trà nhân sâm, cơm sâm nha chị, là hoàn toàn chiết xuất 100% là nhân sâm. Mình được tặng một cái hộp của sụn cá mập, và được tặng thêm một cái cao dán Apex, trong đó có 10 miếng trong đó ha. Nghĩa là cao cốt sâm mình có bao nhiêu món quà, mình có 1, 2, 3, 4, 5 món quà trong đó. Thanh Thúy xin nhắc lại là một hộp trà, một cái thuốc nhuộm tóc và một cái hộp sụn cá mập, một cái chai sụn cá mập 300 viên và một cái cao dán trong đó có 10 miếng và được một cái ấm pha trà để chị uống chung với lại gói trà này nhé. Dạ. Vậy chị cho em cơ trì. Nếu chị là trong cái phần là sụn cá mập, nếu mà em lấy một cái kéo với lại một cái được em được một cái kéo với lại một cái gì nữa chị? Chị lấy một cái kéo, một cái dán Apex trong nó có 10 miếng để giảm đau nhất đó chị, và một cái thuốc nhuộm tóc nha chị. Dạ, cô hoàn toàn bằng dược thảo, không có dị ứng. Có được thêm gì nữa không chị? Dạ không, là được gì, cái sụn cá mập tụi em không có lời gì nhiều đâu chị ơi. Với lại là quà tặng rất là nhiều, từ cái chai, có 40 đồng một chai thôi à. Ba chai như vậy là 120 đồng. Dạ. Không phải là em được hai món quà hả chị, cái kéo mà cái kéo chung với lại máy xe đâu cũ là cái dạ kéo không chị. Là dạ. Cái đèn pin hả chị? Dạ không à.
Từ vì cái sùng cá mập có 120 đồng được 3 chai mà 900 viên lận chị. Chị đã được về một cái miếng dán đến 10 miếng trong đó. Dạ. Yeah. Người nào gọi đầu tiên cũng được hai món quà của bên nhà tài trợ mà. Dạ, yeah, mỗi ngày là cái quà thì khác nhau, mỗi ngày khác nhau nha chị nha. Thì hôm nay cũng có quà đặc biệt đó mà chị, đi được cái thuốc nhuộm tóc, một cái dán Apex với lại chị có thể chọn cây kéo, một cái ấm pha trà hoặc là một cái đèn pin nha chị. Nha. Chị không có lấy cái kéo với lại cái dạ không được chị, dạ không được chị à. Dạ, như vậy tụi em không có lời đâu à tụi. Dạ. Dạ, dạ, vậy để em coi tạm qua bà chị em được á. Dạ. Yeah. Okay, yeah, em cảm giống giỏi mà hôm nay không có được giống như hôm qua. Dạ không mà chị. Dạ. Dạ. Rồi chị có lấy không chị ơi? Dạ không có lấy phải không ạ? Dạ. Dạ khoan dạ. Dạ rồi. Em cảm ơn chị ạ. Một lần nữa quý vị ơi, mỗi ngày cái promotion khác nhau. Thanh Thúy nghĩ là cái promotion này quá tốt rồi. Cho nên là mong rằng là quý vị ủng hộ và đồng cảm với lại Thanh Thúy và Thái Nhật. Từ vì những cái nhà tài trợ họ đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng hết try the best để làm vui vui đồng vui, để quý vị làm hài lòng quý vị. Cho nên một cái sụn cá mập mà 40 đồng, quý vị mua 3 chai là đến 900 viên trong đó quý vị. Và sụn cá mập có tác dụng gì thì Thanh Thúy xin nhắc lại. Giúp cho quý vị là hỗ trợ xương khớp rất là tốt, bảo đảm cho sụn xương không có không những có độ chắc mà còn có tính đàn hồi. Khi mà các bác lớn tuổi thì cái độ nhớt ở cái đầu gối hoặc là ở mắt nó thiếu đấy vị, cho nên thường là mình đứng lên mình ngồi xuống thì nó gặp lại, nó thường đau, nó bị nhói, thì sụn cá mập nó tạo độ nhớt thích hợp và giúp cho cái xương khớp khi mà nó đàn hồi tốt và bồi bổ nội mô giác mạc, nuôi dưỡng các tế bào giác mạc mắt, làm cho mắt không bị khô, và ngoài ra bồi bổ cơ thể, thúc đẩy sự phát triển của xương, nó cung cấp bổ sung theo lượng canxi nữa, mà khi mà lớn tuổi mình mất đi cái lượng canxi đó và làm giúp cho enzyme hệ tiêu hóa và tuyến tiền liệt. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Hello chị, dạ. Xin hỏi sụn cá mập làm ở đâu chị? Dạ, made in USA chị à. Rồi, dạ. Của cái hãng nào, công ty nào vậy chị? Đó của công ty là Nutri-Rich. Nutri-Rich nha chị. Dạ. Dạ. Nó ở ngoài glucosamine ở Costco mà không bằng. Cái này tốt hơn rất là nhiều chị. 750 mg nha chị nha. Dạ. Yeah. Nó rất là nổi tiếng à chị. Chị thấy cho hỏi cái đó là mình uống mấy viên? Một ngày á, nó là một lần chị uống 3 viên. Chị tùy theo cơ thể của chị cần như thế nào, chị có thể uống từ 1 đến 3 lần. Một lần là 3 viên nha chị. Một ngày có thể uống 1-3 lần. Dạ. Dạ. Đúng rồi, tùy chị có thể uống một ngày một lần thôi là 3 viên. Còn người nào mà thiếu độ nhớt, các bác nào mà thiếu độ nhớt ở xương, ở mắt nhiều quá đó thì mình mới uống một ngày 9 viên hoặc là 6 viên. Bởi vì cái đây là cái sản phẩm dược thảo, bởi vì... Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Đây là cái sản phẩm dược thảo mà được hoàn toàn chiết xuất rất là an toàn, cho nên quý vị cứ yên tâm, không phải là thuốc tây, bởi cho nên không có nhiều cái tác dụng phụ. Vì vậy quý vị cứ yên tâm mà sử dụng. Có khi là trong cái tờ mà hướng dẫn sử dụng như thế này nhà đang cầm đây đó, thì có ghi là chúng ta sử dụng một lần hoặc là tới 2-3 lần cũng được, mỗi lần thì ta uống 3 viên tùy theo cái cơ thể mỗi người. Và Nhật khuyến cáo rằng là các bác lớn tuổi thì nên uống nhiều hơn để cho cái cơ khớp của mình có cái sự dẻo dai và đàn hồi, và cũng như là cho cái đôi mắt của chúng ta không có bị tổn thương. Bởi vì Nhật biết là các bác lớn tuổi thì hay thường có cái bị cườm hoặc là bị khô mắt, có khi là chảy máu mắt luôn, thì chúng ta cũng nên có những cái sản phẩm, đặc biệt là cái sụn cá mập, để uống vào để hỗ trợ sức khỏe của chúng ta. Và ngày hôm nay nhắc lại một lần nữa cái promotion cho sụn cá mập, với 3 chai 300 viên thì chúng ta sẽ có một cái món quà, đó là một cái miếng dán gọi là Arex rất là đặc biệt, trong đây gồm có 10 miếng từ công ty Sinsinpad. Đây là cái phần quà cho quý vị, và cũng như là sẽ tặng thêm một cái hộp tech file nhuộm tóc, và cũng như là những cái phần quà mà chị Thúy lúc nãy có thưa là có cây kéo, cái đèn pin hoặc là ấm pha trà, tùy theo quý vị lựa chọn. Còn riêng đông trùng hạ thảo đỏ thì Thanh Thúy xin nhắc lại là còn vài ngày nữa thôi thì công ty cũng đã thông báo, công ty Rino Nano Oil, của dầu công ty giá cũng đã thông báo mình cái số lượng mà để tặng làm quà tặng bây giờ cũng gần hết rồi. Cho nên là đây là cái cơ hội, những cái cơ hội gần cơ hội cuối cùng mà quý vị có thể là được
được tặng viên một cái hộp dầu con tê giác gồm có 6 chai dầu trong đó. Một thường quý vị thường là thấy tặng có một chai thôi, nhưng mà bây giờ tặng có 6 chai dầu như vậy rất là hiếm. Tại vì một cái lố dầu như vậy là 60 đồng, hôm nay chúng tôi có cái promotion là 45 đồng cho một lố 6 chai dầu, thì vẫn còn tặng khi quý vị mua một cái hộp đông trùng hạt thảo đỏ trị giá là 200 đồng, có 90 viên trong đây nhớ vị nha. 90 viên giúp cho quý vị nào mà cảm thấy là hay mệt mỏi, ăn ngủ không được, hay tiểu đêm và không có nhiều sức sống để mà làm việc. Các bạn trẻ thì làm việc nhiều tiếng, làm việc nhiều ngày, làm việc overtime nhiều, thì chỉ cần một viên mỗi ngày thôi, từ thứ hai cho đến thứ sáu, quý vị sẽ thấy là sức khỏe của mình dồi dào, mình yêu đời và mình sống khỏe rất là nhiều. Sức khỏe rất là quan trọng quý vị, từ vì khi mà có sức khỏe mình sẽ cảm thấy là mình tươi trẻ, cảm thấy là yêu đời, đầy sức sống. Một viên như vậy là quý vị chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi. Bình thường có đông trùng hạ thảo thường thì phải uống là 2 viên mỗi ngày, riêng đông trùng hạ thảo đỏ là lấy những cái con đông trùng tốt nhất của cái farm, mạnh khỏe nhất, toàn diện nhất, để mà có một cái chai đông trùng hạ thảo đỏ này cho chúng ta. Và ngoài ra khi quý vị mua một cái chai đông trùng hạ thảo đỏ này, quý vị được tặng liền một cái chai đông trùng hạ thảo đỏ 30 viên. Wow. Tổng cộng là 120 viên. Trị giá của đông trùng hạ thảo đỏ 30 viên này đến 70 đồng nhớ quý vị nha. Ngoài ra quý vị còn một cái món quà mà Thanh Thúy thích nhất, đó là một cái lố dầu là con tê giác có 6 chai dầu trong đây. Cầm được máu, phổ mũi, nhức đầu và mùa hè này hay bị say lắm, thì quý vị chỉ cần sức một chút xíu giống như Thanh Thúy cách đây nửa tiếng, bây giờ làm cho Thanh Thúy phục hồi, cân bằng lại nhanh. Từ vì tinh dầu của nó làm cho mình relax, thư giãn cái đầu mình liền, cho nên làm cho mình không còn cảm thấy nhức đầu và cảm thấy choáng váng nữa. Các bác lớn tuổi dễ bị lắm, buổi sáng thức dậy các bác không muốn là bị bệnh vặt hay là bị trúng nắng hay là bị trúng gió, các bác trước khi ra đường sức dầu trước khi ra đường thì các bác sẽ cảm thấy là mình bình an, an toàn hơn rất là nhiều. Từ vì là công nghệ nano nên có kết quả rất là nhanh chóng. Mình được tặng 6 chai dầu trong đây, một chai nghệ nữa. Chai nghệ có 90 viên organic, nghĩa là hoàn toàn là tinh chất của nghệ, giúp cho mình lành viêm bao tử. Ai bị loét bao tử, bị viêm thì lành, hoặc có những cái nội thương mà mình không biết bên trong, hoặc là mới vừa mổ, hoặc là mới vừa sanh em bé. Đúng xong vậy, thì nó lành rất là nhiều. Còn được tặng một cây quạt nữa quý vị, một cây quạt, có thể anh kỹ thuật có thể cho khán giả xem cây quạt đó. Và ngoài ra cây quạt này có thể giúp cho quý vị cảm thấy là mát mẻ trong một cái mùa hè nóng bức này. Và ngoài ra còn được tặng thêm là một cái máy cắt rau củ quả. Có thể thấy Nhật cho khán giả xem cái máy cắt rau củ quả, vừa là chớp những cái củ quả theo cái hình dạng mình muốn, theo ý mình muốn, cho nên nó có cái máy này. Trên đây có một cái có một cái miếng như này nè để mình cắt, nó rất là dễ. Đây rất là tiện lợi dụng, mà đặc biệt hơn là Nhật thấy là để trong cái bếp mình nó không bị choáng chỗ chị hả? Tại vì mình có đổi độ như trong đây. Bình thường lúc mà Thanh Thúy mở ra hết, mở hai cái blender ra thì Thanh Thúy kéo ra rất dễ. Cái độ kéo dài hay ngắn bao nhiêu thì quý vị muốn cái độ nhỏ hay lớn, giống như cái dây thiều mình vậy đó. Độ nhỏ hay lớn thì tùy quý vị nha, quý vị nha. Còn đây còn có một cái blender nữa cho quý vị đánh trứng hoặc là đánh bột. Quý vị có bao nhiêu món quà trong ngày hôm nay, đó là gồm có nghệ, dầu, quạt máy, máy cắt rau củ quả 4 món, và một món của công ty nhà tài trợ, đó là kéo, máy pha trà cũng như là một cái đèn pin. Quý vị có thể chọn lựa, người nào gọi đầu tiên thì có thể quyền chọn lựa, nhưng mà hết 3 cây kéo và hết 3 cái đèn pin thì chúng tôi sẽ bắt đầu là chúng tôi sẽ tặng cái máy ấm pha trà để quý vị sử dụng. Một lần nữa qua số điện thoại là 1888 680 6689, 1888 680 6689. Còn cái sụn cá mập hoặc là cao cốt xăm, nếu quý vị muốn đổi máy ấm pha trà hoặc là một cái cây quạt hoặc là cái kéo thì quý vị có thể đổi cái máy cắt rau củ quả cũng được. Được phải không? Hello, xin chào 714 từ Orange quận Cam. Thanh Thúy xin chào. Thanh Thúy xin chào. Em chào chị. Cho cô hỏi thăm là cái ở đó có bán dầu con gấu không? Chị ơi, dầu con tê giác nha chị. Thanh chị sử dụng dầu con tê giác cái size lớn hơn, cũng công nghệ nano rất là tốt chị. Chị sử dụng đi, chị rất là thích à. Dầu con tê giác nha chị.
chị xài đi chị thứ. Dạ. Xài con gấu hả? Dạ không, con tê giác. Nãy giờ tôi xài của Hải Lê rồi tôi xài dầu con gấu. Vậy tôi hả tôi chị? Mua lần này lần thứ ba rồi, cứ một hộp vậy là 6 chai. Dạ. Như bạn con gấu. Vậy dầu con tê giác chị sử dụng dầu con tê giác, Thanh Thúy đã sử dụng dầu con tê giác rồi, rất là tốt nha chị nhá. Hello chị. Dạ, nó xài nó lớn hơn, với lại là nó có 6 chai dầu trong đó, cũng công nghệ nano. Chị sử dụng đi, chị sẽ cảm thấy rất là thích. Và chị yêu mến dầu con tê giác rất là nhiều chị nhá. 200 đồng với 90 viên. Thì hôm nay thì chị sẽ được tặng nhiều quà. Dạ. Giảm rất là tốt chị, em đang xài rất là tốt. Và bao nhiêu khán giả cũng đã xài rất là lâu, họ rất là thích chị. Chị xài đi, chị sẽ thích. Rồi rất là thích là, một là cầm được máu, cầm được máu, giảm đau nhức, nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt. Từ là công nghệ nano, trong vòng 5 phút chị sẽ giữ cân bằng. Chị sẽ rất là thích cái chai dầu con tê giác này. Sai lớn hơn. Này, cái này nó sai nó lớn hơn đó chị. Chị xài được lâu, cái mùi rất là thích à. Nhà dễ chịu lắm chị. Chị lấy không à? Một và 6 rồi chị muốn đồng trùng hạ thảo. Một hộp 6 chai dầu 45 đồng. Có cho tặng thêm gì không? À, em tặng cho chị thêm một chai dầu con tê giác nữa nha. Ừ, Nam Cali không có chi nhánh nó trên Bắc Cali. Tức là 7 chai hả? Dạ đúng rồi. Gọi chị. Nha chị. Để hỏi về địa chỉ được cũng như là ship. Dạ ra mua liền được. Phải order. Ra mua liền đi chị. Chị ra liền đi nha. Em có giữ cho chị đây. Anh không, bây giờ không có ra liền được. Chắc chủ nhật chứ ngày mai nhà tôi có đám giỗ không có ra liền được. Ngày mai đi, ngày mai chị ra cũng được. Tặng luôn chủ nhật chị ra cũng được nha chị. Em sẽ giữ cho chị cái hộp dầu này nha. Chị xài thử đi. À, chỗ Home Shopping gần trong khu Lục Định Ký tập 1 sát bên bánh cuốn bên, Tây Hồ đó chị, gần bánh cuốn Tây Hồ. Nhưng mà chị không muốn thì chắc khó đổi lại được. Đó, Bô Sa đúng rồi. Trên đường Bô Sa đó chị biết cơm Tấm Thành không? Trong cái khu đó à. Rồi cơm Tấm Thành. Dạ, rồi em cảm ơn chị nha, chị lấy một hộp dầu con tê giác nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Bên phía bên em thì cũng có một khách đã gọi vào và lấy một cái kéo đầu tiên rồi đó. Rồi. Còn bên chị thế nào? Thấy khán giả đã sử dụng một cái hộp dầu con tê giác. Quý vị cứ Thanh Thúy rất là cảm ơn cái chị khán giả vừa nãy đã ủng hộ cho Thi một cái hộp dầu con tê giác, mặc dù chị đã sử dụng một cái loại hộp dầu khác, loại hiệu khác. Chị rất là thích, nhưng mà Thanh Thúy rất là vui khi mà chị cho Thanh Thúy một cái cơ hội để giới thiệu cho chị một cái hộp dầu con tê giá gồm có 6 chai dầu rất là tốt. Chị cứ tin Thanh Thúy đi, chị xài chị sử dụng chị sẽ sử dụng luôn à. Đúng chị rồi. Sẽ không thay đổi à. Nó xài nó lớn hơn, mùi vị rất là dễ chịu, và chị sử dụng quan trọng là nhanh chóng hiệu quả, chống mặt, sổ mũi, nhức đầu, đau nhức giống như chị nói nó cũng giảm đi rất là dễ thấy hiệu quả nhanh và chóng. Rất là tiện lợi trong cái vấn đề cạo gió. Đúng rồi. Mỗi khi mà chúng ta bị trúng gió. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi nhắc lại ba sản phẩm mà Thái Nhật và chị Thanh Thúy giới thiệu trong ngày hôm nay, đó là đông trùng hạ thảo đỏ 200 viên 90 đồng, và cũng như là cái sụn cá mập. Chúng ta mua 3 hộp như vậy với giá rất là đặc biệt là 120 đồng thôi, chúng ta cũng sẽ nhận được những cái phần quà rất là có giá trị. Và cái sản phẩm cuối cùng đó là cái cao cốt sâm. Chúng ta nói thêm về cái cao cốt sâm là bởi vì cao cốt sâm thì Nhật cũng đã sử dụng qua, uống vào thì mặc dầu mình lúc đầu chưa uống thì cái tưởng nó đắng lại màu đen mà nó cao cốt nữa, nghe nó ghê lắm, nhưng mà khi mà pha uống rồi thì thấy nó dễ uống, chúng ta để nguội dễ uống, mà khi mà uống xong chúng ta tập thể dục, ta làm việc thì phải công nhận nó rất là có cái energy. Dạ đúng rồi quý vị, cao cốt sâm nói thật lòng quý vị là Thanh Thúy sợ đắng lắm, trên đời này có cái gì Thanh Thúy thích ngọt nè, mặn cũng thích nữa, mà sợ nhất là đắng, nhưng mà Thanh Thúy uống được là quý vị sẽ uống được. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy. Hello. Xin chào. Hello em. Dạ. Chị có hỏi dầu này ở đâu làm đó em hả? Anh coi không kịp mới nghe đài. Là ở Mỹ chị, là của công ty US Nutrilab chị, của ở Mỹ, Hoa Kỳ. Dạ. Dạ. Ok. Có gì nói bạn chị ra mua, cảm ơn em. Dạ rồi, em ghi cho chị số điện thoại nha, để ghi. Ờ chị, hồi nãy chị có order chưa? Chị order chị chưa? Chị mới hỏi thì em cái chai dầu này bao nhiêu ml vậy em hả? Để em một coi nha, đó. Một chai là bao nhiêu ml nha chị, để em coi. Thử em thấy cái size nó lớn lắm. 10 ml chị, 10 ml, 10 ml chị à. Dạ. Ok, rồi cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Rồi, em cảm ơn chị. Bye em.
Dạ, quý vị biết không, hồi nãy Thanh Thúy không biết là quý vị nằm ở xem trời rồi có nghe Thanh Thúy chia sẻ không? Mới hồi nãy thôi là Thanh Thúy đi say nắng, do là Thanh Thúy đi tìm vòng vòng hồi sáng giờ đó, là đi tìm các nhà tài trợ tìm quà cho quý vị. Thì Thanh Thúy có bị say chút xíu mà nói chung là chóng mặt, bên đây rất là chóng mặt. Mà Thanh Thúy đứng một chút xíu nữa thôi là chắc là Thanh Thúy ói liền á. Từ đó chóng mặt quá. Thì thấy là Thanh Thúy lạnh, nó bị lạnh hai cái tay luôn đó em. Mà bây giờ nhìn chị cảm ơn con lạnh thấy không? Đúng rồi. Vẫn còn lạnh. Cho nóng lại. Không thiệt, cái tay chị rất là lạnh ngay lúc này. Để em sưởi ấm chị cho. Nhưng mà nhưng có cái đầu thì bây giờ nó không còn nhức chóng mặt nữa. Từ vì mới đây thôi thì Thanh Thúy đã sử dụng dầu con tê giác, đúng là tê đâu là giác đó là nó hết quý vị. Nó làm cho cái đầu của mình nó tê, nó nghĩ là nó đã giữ nó cân bằng là không còn cảm thấy chóng mặt nữa. Từ vì tại sao? Từ vì Thanh Thúy có nghiên cứu, nó có cái tinh dầu làm cho mình thư giãn cho nên nó cân bằng lại cho chúng ta có cái cảm giác thoải mái thì không có bị nhức đầu nữa, cho nên mới ngồi ở đây chia sẻ những cái cảm nghĩ mà Thanh Thúy sử dụng như thế nào cũng như là những sản phẩm của Home Shopping. Một cái chai như vậy xài được rất là lâu, Thanh Thúy nghĩ là lâu lắm, chắc 6 mà tháng mà chúng ta mua một hộp như vậy cái giá nó không có bao nhiêu, có 45 có 45 đồng, chúng ta có thể cho bạn bè người thân của mình, bố mẹ của mình xài được. Và Nhật thấy nó tiện lợi một cái điều rằng đó là mùa hè này nó nhỏ, chúng ta để trong cái ví, cái bóp của chúng ta ra ngoài đường dễ thương lắm, hoặc để trong xe người phải yêu không? Mà bị nhức đầu em xoa sang cái móc là ra cái xoa liền xoa cho chàng hay là cho nàng, cái là nàng hết là nàng sẽ nhớ hoài. Kính thưa quý vị, đúng là như vậy. Bởi vậy đây là một cái sản phẩm mà Nhật thấy là chúng ta đôi khi chúng ta không có để ý nhưng mà phải có trong cái tủ thuốc của nhà. Thôi mang bỏ trong túi đi, để bỏ vào túi liền, em phải bỏ ngay bỏ trong đây. Túi khi mà có cô nàng nào mà bị nhức đầu chóng mặt á là chàng sử dụng cái chiêu liền là nàng sẽ đi theo chàng suốt đời. Em thường là em xử trước của mấy bạn em, mấy chị yên tâm nữa. Tại vì mỗi lần mà đi nhà thờ, Thanh Thúy đi lễ á, Thanh Thúy thấy cũng có nhiều người hay bị chóng mặt, hay bị xỉu ở trên tù canxi. Cho nên Thanh Thúy cũng lúc nào cũng có một cái chai dầu, ngày xưa sử dụng đủ loại dầu á, Thanh Thúy mê dầu lắm. Thì nhờ những cái chai dầu như vậy á thì nó giúp cho chúng ta có thể giúp người nữa bên ngoài, lỡ người ta có bị say sóng chóng mặt ở ngoài đường. Nhưng mà cái điều mà Thanh Thúy thích nhất cái chai dầu ở đây là nó hiệu quả liền. Hiện tại sao cô này là ai tiên hay sao mà mới 5 phút là người ta đã hết chóng mặt rồi. Không, thật sự rất là cái giờ ngồi cũng hơi quá. Nhưng mà tại vì trời nóng đó, mình hửi vào rất dễ chịu mà nó làm cho mình khỏe đi. Quý vị cho Thanh Thúy và thấy nhận một cái cơ hội để quý vị thấy là điều chúng tôi nói là sự thật, quý vị sử dụng đi. Giờ thử chóng mặt một lần đi. 5 phút thôi. Chị thử cái này không được đâu, chết. Không, nhưng mà trên đời này cũng thấy ai cũng có bị chóng mặt nhức đầu em à. Thì mình thử mình để cái này vào trong túi, lỡ khi nào bị thì móc ra mình nó tiện hơn phải không? Thì hôm nay quý vị có khách rồi, gọi vào rồi. Xin chào 347, Thanh Thúy xin chào 347. Hello, xin chào 347. Hello, xin chào 714, thấy được con nghe. Hello. Dạ, con xin chào. Tôi có mua một hộp trong trùng hạt thảo đỏ, cô có tặng tôi cái bịch. Dạ, đúng rồi, hôm nay á là cái đó có sẽ là cái món quà nếu như mà cô mua cái bông trùng hạ thảo. Tụi con thì chắc là cái cà phê đó tụi con không còn có cái promotion bây giờ nữa. Nhưng mà con tặng cho cô một cái lố dầu đền cho cô tuyệt vời, thay thế cho cô tuyệt vời hơn, giá trị hơn. Dạ, đông trùng một cái lố dầu đến 6 chai dầu của công nghệ cô nano con tê giác. Cái đó thì con thay thế cho cô cái đó. Với lại một cái chai nghệ đến 6 đến 90 viên nghệ nha cô, cũng như là một cái quạt để cô trong cái quà tặng này. Với lại một cái máy rau cắt củ quả. Dạ. Tại vì tôi muốn mua cà phê không. À, cà phê không hả? Hello. Tụi con thì không có bây giờ nha cô nha. Coi giờ con có thể là có cái ơi, những cái promotion bây giờ tốt hơn rất là nhiều cô à. Có giá trị hơn rất là nhiều. Một cái hộp dầu à. Nha cô. Dạ, nếu mà cô muốn mua dầu dạ, cô tính lại có gì cô gọi lại cho con nha. Dạ, có một khách muốn gọi vào để muốn mua order cái dầu. Dầu dạ. Một hộp dầu là 45 đồng, có 6 chai dầu trong đó. Cô được tặng thêm một chai dầu liền, trị giá 10 đồng. À, mua một hộp, tặng một chai. Dạ. 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 Dạ, đúng rồi. Dạ, vậy cô mua cái dầu này nha, để con biên cái số phone cô xuống rồi tụi con sẽ liên lạc với cô để đưa cái sản phẩm này tới. Dạ. Rồi. Cô xài đi, cô rất là thích và cô sẽ thương Thanh Thúy và Thái Nhật. Dạ đúng rồi, bởi vì con thấy cái chai dầu này rất là tiện á. Dạ, bỏ trong túi gọn. Cô ở vùng Lý Đô Sài Gòn này mà phải không? Dạ tôi ở đây. Dạ. Ở khu Tân nè. Ồ dạ. Dạ kế bên đây.
Dạ vâng, vậy thì cô có thể tới đây lấy, hoặc là cô có thể là chúng ta con thể ship tới nhà cô. Hai bùi xa đó ha. Đúng rồi, cái trong khu lục định ký tập 1 đó cô. Trong khu Tấn Thành mà nó nằm phía bên này. Đúng rồi, đúng rồi. Chà, cô cũng làm tại mình quá. Cái gì mà màu đỏ nè, hôm qua tôi lấy 3 hộp á. À, cô lấy đông trùng hạ thảo đỏ quá. Ngày, hôm nay lát nữa cô ghé đi cuối chương trình, cô ghé ngày hôm nay hoặc ngày mai cô ghé cô lấy, con tặng cho cô thêm một cái chai đông trùng hạ thảo đỏ 10 viên. À, mai cô tới ha. Tặng cho cô thêm một cái chai đông trùng hạ thảo đỏ 10 viên nếu ngày mai cô ghé lấy nha. Nếu ngày mai cô ghé lấy thì tụi con tặng cho cô cái đông trùng hạ thảo 10 viên cho cô sử dụng hoặc cho bạn bè cô nha. Dạ rồi. Đó chị giá trên có mấy chục đồng rồi. Rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ chào cô. Dạ con chào cô và Thanh Thúy. Nói chung là bữa tại sao bà Thanh Thúy nói về là cái món quà của đông trùng hạ thảo đỏ, trên tất cả các món quà Thanh Thúy thích nhất là cái hộp dầu con tê giác này. Từ vì thích vô vàng, từ xưa giờ mình đã xài dầu quen rồi, từ vì cái người mình nó cũng không có khỏe cho người ta, hay bị chóng mặt, hay bị say, từ vì người ta gọi là máu xăm, em biết không? Máu xăm hay bị như lại vậy lắm. Khoan, em định mở cái giống mặt máu xăm là gì? Máu xăm là mình không có vững vàng. hay bị chóng mặt nhức đầu. Xin chào 323. Thanh Thúy xin chào. Hello. Cho nên tại sao Thanh Thúy cũng nghe người ta nói máu xăm rất là nhiều, là đi xe bớt, xe đò mặt cũng hay chóng mặt, đi xe tàu sóng hay là ra biển bị sóng cũng hay chóng mặt, mình dễ chóng mặt lắm. Em thì hồi nhỏ nghe cứ bị máu xăm, em cứ tưởng đâu trong máu mình có nhân xăm ở trong đó. Cho nên là máu xăm là dễ lắm, cho nên lúc nào cũng có dầu, hồi xưa xài đủ thứ loại dầu á. Mà thực tình mà nói thích xài dầu con tê giác, tại vì cái thứ nhất tại sao, tại vì nhỏ gọn dễ thương, với lại cái mùi vị dễ chịu nữa. Đi ngoài kế bên cạnh người ta không có khó chịu. Đúng mình. Rồi, em đồng ý hoàn toàn. Cái thưa quý vị, hồi nhỏ giờ có một cái bệnh không thể nào chịu đựng được là khi đi xe đò từ ở dưới Bạc Liêu lên Sài Gòn mà ai mà dùng dầu gió xanh là em mối nguyên một chập từ Bạc Liêu lên Sài Gòn lắm, tại vì nó nặng mùi quá, mà cái xe lại bị kính bít bùng, mà lại mình bị hửi cái mùi nó chịu không nổi. Nhưng mà kính thưa quý vị, hửi được cái mùi này thì nhận thấy nó rất dễ chịu. Chúng ta lên máy bay chúng ta hết thích lén lén không sao hết, không lo bị mấy ông Mỹ la đâu. Cho nên mà với lại là có quan trọng là nó kết quả rất là tốt, thì cái số lượng bữa giờ coi như hơn một tháng trời rồi tặng cho quý vị bao nhiêu cái hộp dầu này, lố dầu 6 chai dầu trong đó, đó là từ gì chúng tôi công ty Rino Nano Oil họ rất là tự tin là quý vị sử dụng, quý vị sẽ thích, thì trong vòng những ngày tới thì họ sẽ không có thể tặng một lố dầu nữa. Hello, xin chào 323. Hello, xin chào 323. Hello, giọng cái em bé nào? Dạ có thể là gọi lộn. Hello, xin chào 626. Hello, xin chào 626 à. Muốn mua cái đông trùng hạ thảo á Thanh Thúy. Dạ để con ghi cho cô nha. Chị dạ. Dạ không chị cô. Dạ chị ơi để em ghi cho chị nha. Rồi. Là được cái gì? Chị được một lố dầu. Chị lấy dầu đi chị, bây giờ mình còn được ít cái quà tặng lắm, sau này mình phải mua một lố dầu như vậy, chị giá là đến 45 đồng, ngày xưa là 60 đồng, được 6 chai dầu trong đây, với lại 6 chai dầu có size lớn đó chị nè. Đó, cái size lớn là một cái để trong cái hộp nhỏ như vậy nè. Rồi chị được thêm một cái chai đông trùng hạ thảo đỏ 30 viên nữa, chị giá đến 70 đồng. Chị còn được tặng thêm một cái hộp nghệ 90 viên là chị giá đến 35 đồng. Và chị được tặng thêm một cái quạt máy, và đặc biệt là chị được tặng thêm một cái máy cắt rau củ quả. Nói quà nhiều quá. Dạ. Dạ đúng rồi. Và còn nữa, chị còn được tặng thêm một cái kéo, hoặc là một cái ấm pha trà, hoặc là một cái đèn pin. Chị lấy cái nào chị quyền cho chị thôi. Mình đã có mấy cái kéo rồi. Mình có mấy cái quạt. Cái quạt chị cũng được. Chị có trong đó luôn. Chị được tặng trong đó luôn đó chị. Rồi. Chị có 3 cái máy trong đó luôn. Nói chung là 3 cái gọi là quà tặng mà có rất là có giá trị, là một cái quạt nè. Nếu mà chị lấy cái một cái máy pha trà nữa, là thêm một mấy cái pha trà nữa, thì còn được thêm một cái máy cắt rau củ quả nữa. Trời, quà tặng như vậy nếu mà Thanh Thúy đi mua cũng hơn 100 đồng rồi. Nha. Đúng rồi chị, đó là cái từ nhà các tài trợ. Rồi. Ghi biên số phone của chị. Ghi số phone của chị rồi. Dạ. Hello, chương trình tìm lại tuổi xuân. Rồi ngày mai nếu mà chị ra lấy, hoặc chiều nay chị ra lấy thì chị được thêm 10 viên. Dạ, chào chị. Nếu chị gửi chị trả tiền sau cái giờ này thì chị được 10 viên
được free 10 viên nữa. Hoặc là ngày mai chị trả, chị cũng được free 10 viên của đông trùng hạ thảo đỏ. Chị giá đến gần 30 đồng nha chị nha. Rồi, em cảm ơn chị. Em chào chị. Số mấy cho đọc lại ạ? Hello chị. Cái số chị đang gọi cho em, em có thể dùng số phone của này của chị được không? Dạ. Yeah. Hôm nay chị mua cái đông trùng hạ thảo đỏ ha. Hello. Hello, chị mua đông trùng hạ thảo đỏ ha. Hello. Ok. Hello. Hôm nay thì chị rất là nhiều cái món quà. Hello. Thứ nhất là em đọc của chị nha, chị được tặng một cái đông trùng hạ thảo 30 viên nè. Chị sẽ được tặng một cái hộp nghệ, chị sẽ được tặng một cái hộp dầu gió gồm có 6 chai. Hello. Sẽ được tặng xin một cây quạt, một cái máy cắt rau củ quả. Và chị có lựa chọn là đèn pin hoặc là cái kéo hoặc là cái ấm pha trà, chị muốn cái món nào? Dạ được chị, em cảm ơn chị đã gọi cho Thanh Thúy nha. Ba món đó, ấm pha trà, đèn pin với cái kéo, chị muốn cái sản phẩm nào ạ? Bởi vì em thấy cái kéo thì nhiều người ta rất là chuộng, bởi vì đem về có thể là cắt rau củ quả hoặc là trồng cây, cắt rất là dễ, rất là bén. Mà cái da mà cái kéo đó được sản xuất tại Nhật Bản rất là tốt ạ. Chị lấy kéo ha. Rồi, em cảm ơn chị. Bên em là được 2 cây rồi đó, bên chị bao nhiêu cây rồi? 1 cây rồi, 3 cây đủ rồi đó. Rồi em cảm ơn chị. Sau cái show này nhân viên thì em sẽ gọi cho chị để xin thông tin địa chỉ hoặc là số thẻ để chạc và gửi tới nhà chị nha. Rồi em cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn quý vị đã gọi vô rất là nhiều trong ngày hôm nay. Tại vì hôm nay chắc chắn là quý vị không thể đã bỏ sót vì quá nhiều quà tặng. Hello, xin chào 714. Thanh Thúy xin chào từ Vườn Cam thân yêu. Hello, xin chào 714. Dạ. Thì đó mua cái gì mà tặng nhiều vậy? Dạ, mua đông trùng hạ thảo đỏ, mua sụn cá mập và cao cốt sâm đó cô à. Chú. Cái đông trùng hạ thảo đỏ bao nhiêu một thú vậy? Dạ, đông trùng hạ thảo đỏ 90 viên, có là 200 đồng mà tặng cho chú luôn 30 viên, trị giá 70 đồng, 120 viên. Rồi tặng cho chú một cái đèn pin mà không cần điện, cũng không cần là sử dụng pin nữa. Mà sử dụng, mình chỉ quay vài vòng thôi cho emergency khẩn cấp mà lỡ mà không cúp điện, không có đèn pin mà vẫn có đèn, có cái đèn khẩn cấp nữa. Và ngoài ra còn được tặng một lố dầu đến 6 chai dầu và còn được một chai nghệ 90 viên trong đó, còn được tặng một cái máy quạt máy nữa, còn được tặng thêm một cái máy cắt rau củ quả. Chú có cái ba cái mà sử dụng, có thể có sử dụng cái máy như là máy ấm pha trà hoặc là cái đèn pin cũng được chú, máy cắt rau củ quả và được một cái quạt máy, một lố dầu, một cái chai nghệ, một đó chú à. Hai trăm đồng chú à, đông trùng hạ thảo đỏ và special đặc biệt à. Dạ chú lấy nha. Đây là quà tặng đặc biệt. Rồi có tiền để chúng coi, có gì chúng coi lại ha. Dạ chú ơi, sau cái chương trình này thì sẽ không có cái promotion này đâu nha. Sau một tiếng đây là chương trình giờ vàng, giờ kim cương. Tôi hỏi coi có gì chúng gọi. Dạ rồi, gọi lại cho con trong vòng một tiếng sau nha chú nha. Một lần nữa xin mời quý vị hãy gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật ngay bây giờ. Đây là giờ vàng, giờ kim cương. Chúng ta chỉ còn khoảng 15 phút thôi là hết show này rồi. Cho nên quý vị hãy gọi vào chúng tôi ở 10 phút thôi hả? Cho nên quý vị nhanh tay gọi để order cái đông trùng hạ thảo hoặc là sụn cá mập hoặc là cái cao cốt sâm. 1888-680-6689. Mà bên Nhật thì được 2 cái kéo, bên chị được 1 cây. 1 cây kéo là hết kéo rồi. Giờ mình có đèn pin và ấm pha trà. Thanh Thúy tưởng tượng Thanh Thúy đi vô một cái công ty điện khí mà mua một cái quạt máy, mà mua một cái ấm pha trà hoặc một cái đèn pin mà cho cái khẩn cấp đi, cho cái emergency quý vị. Ví dụ mà quý vị bị kẹt trong xe mà có vấn đề về khẩn cấp á, thì quý vị không có đèn, xe bị tắt máy đi, xe bị tắt máy, không có điện, không có ga để mà có energy, quý vị có thể sử dụng đèn pin, quay vài vòng là có cái đèn chớp cho cảnh sát tới hoặc là người thấy có thể giúp quý vị. Hello, xin chào 657, Thanh Thúy xin chào. Hello, tôi muốn hỏi thăm ở đó có bán cái thuốc bổ của nhà hàng cho con nít kít đu gì đó không? Dạ, bên em sẽ gọi lại cho chị nha. Bây giờ em ghi số điện thoại của chị rồi gọi lại cho chị nha. Nha chị nha. Từ gì hiện giờ trong chương trình này không có cái sản phẩm đó. Cảm ơn chị. Và cũng mượn cái làn sóng của SET xin cảm ơn nhà tài trợ Tectronic đã tài trợ cho chúng tôi ngày hôm nay với cái sản phẩm mà được khán giả yêu thích lắm, đó là cái kéo, đặc biệt là cái đèn pin nữa, và cũng như là những cái sản phẩm mà trong bao nhiêu tháng qua mà nhà tài trợ Tectronic đã ủng hộ. Quý vị nào mà muốn mua thêm những cái sản phẩm này hoặc là những cái đồ điện tử karaoke trong nhà, quý vị có thể đến cửa hàng của công ty Tectronic
trong đường Busan, đường Brokers, cái khóc trong cái góc của đường Edinger, rất là dễ tìm. Mình chỉ còn có vài phút thôi thì Thanh Thúy muốn quý vị gọi vào trong những cái giây phút cuối, từ vì cái quà tặng quá nhiều trong ngày hôm nay thì là... Hello, xin chào 657, Thanh Thúy xin chào. Tôi muốn hỏi cái tiệm ở đâu vậy cô? Dạ. Trong khu Lục Định Ký tập 1, bánh cuốn Tây Hồ gần bác sĩ Phạm Hoàng Trung nha cô. Dạ, trong cái khu cơm tấm thành đó cô à. Khu cơm tấm thành. Dạ. Ok, cảm ơn. Vì quý vị biết không, từ gì thanh nãy Thanh Thúy nói tiếp tục quý vị là Thanh Thúy đi mua một cái quạt máy, một cái ấm pha trà hay một cái đèn pin, từ gì khi mà bị xe bị tắt, mình không có engine đó, không có động cơ thì mình cũng không có thể nào làm gì được. Thì cái đèn pin này nó giúp cho quý vị rất là nhiều. Thì nó có cái đèn mà SOS đó, đèn khẩn cấp đó. Quý vị có thể quay vài vòng thì nó bấm vào, nó có sẽ chớp, có đèn chớp như vậy. Cứu nguy á, cho quý vị đi mà trên đường, quý vị mà gặp những cái accident gì mà nguy hiểm mà chúng ta không có dụng cụ, không có phone trong người, thì vị có thể bấm cái nút đó thì nó sẽ xoay vòng vòng để cho mọi người biết mình đang gặp trường hợp khẩn cấp. Và đặc biệt hơn là cái đèn pin này á, như thấy nó tiện ở một chỗ nữa là đối với những người trẻ hay đi camping, thì chúng ta đi ra ngoài hồ, chúng ta lên núi thì đâu có điện đâu, thì chúng ta cần có những cái sản phẩm này, chúng ta có thể đi vào rừng vào ban đêm rất là tiện lợi, mà không cần phải sạc, không cần phải có pin gì hết, chúng ta chỉ cần xoay vài vòng ở phía sau đây. Đó, chúng ta xoay lên, xoay cho nó có năng lượng, chúng ta bấm vào thì nó có đèn. Và có máy cắt rau củ quả cũng vậy, vì một cái máy cắt rau củ quả này cũng là rất là đắt tiền, cho nên nếu mà đi một cái vòng mà có ba cái món quà như vậy luôn á, vừa cái quạt nè, vừa cái đèn pin nè, vừa cái máy cắt rau củ quả cũng hơn 100 đồng rồi. Mà đằng này là chúng ta được tặng quà pha phi nữa, miễn phí, đó là quà tặng cho quý vị nữa. Mà còn được tặng thêm một cái lố dầu nữa, để mà lúc nào quý vị cũng phải cầm theo trong người, có chống mặt, sổ mùa nhức đầu hay say say nắng hoặc là bị trúng gió gì đó, thì quý vị cũng có cái dầu để mà cứu nguy cho quý vị chỉ trong vòng 5 phút. Say rượu được không? Cũng được, thì say rượu hay bị trúng gió lắm. Đúng thì rồi. Em chỉ cần sức vài lần thôi là quý vị sẽ thấy là mình sẽ nhẹ nhàng thư giãn lắm. Từ cái tinh dầu của nó đầu tiên, nó giúp cho mình thư giãn đầu tiên trước, thì lúc đó thì cái cơ thể của mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và ngoài ra còn được tặng một cái chai nghệ 90 viên trong đó, còn được tặng rất là nhiều quà, cho nên là mình có 120 viên. Chiều cuối chương trình này, nếu về đến trả tiền hoặc đến lấy, hoặc ngày mai quý vị đến lấy, thì quý vị còn được tặng thêm 10 viên của đông trùng hạ thảo đỏ. Vậy là tặng là tới 130 viên cho quý vị trong ngày hôm nay, nếu quý vị hôm nay hoặc là ngày mai tới lấy. Ngày mai. Cho nên, xin nhắc lại, chúng ta còn khoảng 3 cây đèn pin nữa. Ba cây đèn pin, ba cái ấm trà để cho tất cả quý vị. Và còn thêm 6 phút nữa thôi. 6 phút nữa thôi đó. Và quý vị có thể là mua sụn cá mập quý vị. Thì cái sụn cá mập là từ vi cá mập nha quý vị nha. Cho nên các cô chú nào hay bị đứng lên ngồi xuống, hay là bị khom mà bị đau nhất ở những cái khớp, thì đó là mình thiếu độ nhớt. Cho nên là dễ nó bị khô, hay khi mà bị đứng lên thì nó hai cái xương hay cái khớp nó chạm vào nhau và làm cho đau, làm cho bị nhói. Rồi đó là làm cho cô chú khó chịu lắm. Thì khi uống sụn cá mập, hoặc cái sản phẩm này không phải là mình nên, mà mình phải uống để cho cái cơ thể của mình nó tăng cái độ nhớt, không chỉ giúp cho xương khớp mà còn giúp cho mắt nữa. Rất là tốt cho người lớn tuổi. Nhật rất là đồng ý là cái sản phẩm này là Nhật có sẽ gửi về cho người bà cô của Nhật ở Việt Nam. Tại vì bà cô Nhật thì chân rất là yếu, và đặc biệt hơn nữa là mắt là bị khô đó, hay bị chảy nước, chảy máu, nói chung nó làm tổn hại mắt rất là nhiều. Và cho nên đây là cái sản phẩm mà Nhật chắc phải mua về tặng cho bà cô của mình. Rồi, xin chào, điện thoại kế tiếp 310, Thanh Thúy xin chào. Hello. Thanh Thúy hả? Dạ, em, Kim Anh nè. Dạ, con chào cô Kim Anh. Chị, em chào chị Kim Anh. Dạ, em chào chị. Cho cô một hộp đông trùng hạ thảo đỏ nữa nha cưng. Dạ, em ghi cho chị nha. Rồi, hay sáng chị có đến lấy đông trùng hạ thảo đỏ này phải không? Dạ em nhớ mà, một chị rất là xinh đẹp, làn da của chị Kim Anh đẹp lắm em ạ. Vậy hả? Đẹp ơi là vậy đẹp. Vậy hẹn luôn. Hôm nào hẹn chị ra đây vào cái giờ live show để cho khán giả thấy là người thật việc thật khách của mình dùng những sản phẩm của SET Home Shopping mà da đẹp như vậy. Dạ em nhớ cái làn da của chị rất là đẹp, và chị đã uống đông trùng hạ thảo đỏ chưa chị? Chị uống rồi cưng, mà chị nghĩ là chị xài cái hộp phấn. Đúng rồi, hồi sáng chị có nói hộp phấn mà hôm bữa cưng quảng cáo đó. Dạ. Hộp phấn kỳ diệu đó. Cushion Sky đó, đúng rồi à. Dạ,
Cái hộp phấn đó cô thấy đánh nó cái da mặt Dạ đây, nó hộp phấn mịn này. mà nó rất là đẹp, nó tự nhiên lắm, không Ừ. không có dày gì hết trơn đó. Chị Dạ. cô muốn chia sẻ, ví dụ như ai mà có mua đó thì nói là gọi cô Kim Anh quảng cáo cho. Wow. Dạ. Đúng rồi, hồi sáng cô nói chỗ em ơi, Thúy ơi, cái phấn kỳ diệu mà Thúy nói đúng quá Thúy à. Chị sử dụng bao nhiêu, cô nói cô sử dụng bao nhiêu phấn mà cũng không có bằng cái này, nó tự nhiên. Mà Thanh Thúy ngạc nhiên là với cái độ tuổi của cô mà da của cô còn ngang ngang như Thanh Thúy vậy đó. Ô mày hả Ờ, chị? mà Dạ. tưởng là hỏi cô có Wow. tiêm cái chích cái gì mà không có vết nhăn nào cả mà nhìn tự nhiên đẹp lắm, thì cô nói là không, da cô tự nhiên, cô may mắn là cô sử dụng Thanh Thúy nghĩ là cô sử dụng đông trùng hạ thảo đỏ, và đặc biệt là cô sử dụng cái cushion, cái sky là cái cô đánh tự nhiên, không giống như là đang đánh phấn một cái lớp dày đâu em, mà không có vết nhăn nào cả. Nhìn nó rất Dạ là tự đẹp nhiên lắm. và đẹp đẹp. Wow. Dạ. Hôm nay thì Chị cô nói nói cô gần 70 tuổi rồi. đẹp lắm, Oh da đẹp lắm. wow. Dạ. Dạ Thanh Thúy ngạc nhiên mà cô nói tự nhiên nhìn, nếu mà nói, cô không nói tuổi của cô Kim Anh á, Thúy cứ tưởng á, con cứ tưởng là cô khoảng chừng 50 mấy tuổi thôi. 50 mấy tuổi thôi là cao nhất rồi, và không có nghĩ cô được 70 mấy tuổi đâu. Cái đó là điều mà Thanh Thúy rất là gọi là an ủi, thì không có sợ già Thường nữa. thường á thì phụ nữ người ta muốn giấu tuổi mà cô lại tự tin nói cái tuổi là biết cái da mặt cô nó đẹp Đẹp lắm, cô cỡ đẹp nào. lắm. Mà tự nhiên Thanh Thúy thấy cô như vậy, Thanh Thúy an ủi trong lòng. Sau này thì Thanh Thúy có còn chặng đường dài thì mình sử dụng cushion, mà sử dụng đông trùng hạ Không, thảo, chị mình cũng cao thấy cốt đẹp sâm. hơn á, đẹp hơn anh Linh tí nữa chứ mình nó đi chứ Dạ. Mẹ hôm nào cho cô gặp em nha. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ cô muốn mua cushion Thanh Thúy, bữa có nãy sáng Thanh Thúy có hứa với cô, nếu mà cô mua đông trùng hạ thảo ngày hôm nay hay mua bất cứ sản phẩm gì ngày hôm nay, Thanh Thúy sẽ tặng cho cô cái promotion là mua một cái cushion tặng một cái cushion nha, cô đồng ý không? Mua một cái phấn Dạ, hả? phấn kỳ diệu, tặng cho cô một cái phấn kỳ diệu luôn. Được, được, rồi mua cho Rồi, con đi, rồi con. nha. Wow, rất là cảm Ừ, ơn đó cô đã là vào chia trường hợp sẻ. bảo đó, Dạ. cũng dẫn cho cô hoài như vậy phải Đúng rồi cô à, y chang không? như vậy. Nhưng mà cô đặc biệt hơn là từ gì cô chia sẻ cái cushion á. Hôm nay thì không có cái promotion của cushion là mua một tặng một, nhưng mà tại vì cô chia sẻ hay nè, với lại cô có mua đông trùng hạ thảo nữa, nên là Thanh Thúy là có tặng cô cái promotion là mua một cái phấn kỳ diệu, tặng cho cô một cái phấn kỳ diệu, coi như là vừa mua vừa tặng luôn đó cô à. Cảm ơn cô, Dạ. tôi rồi thứ bảy chủ nhật cô ra cô lấy được không? Dạ, thứ bảy Dạ. chủ nhật ra lấy còn tặng quà nữa. Đó là tặng cho cô thêm một cái đông trùng hạ thảo 10 viên và thêm một cái kẹo nhân sâm nữa. Bây giờ thêm nữa cho quý vị luôn. Đó là khi quý vị ra ngày mai mua nha, hoặc là chiều nay quý vị ra mua ở Home Shopping, chúng tôi tặng cho quý vị hai món quà là một cái đông trùng hạ thảo đỏ, 10 đỏ viên. đặc biệt 10 viên trị giá gần cái 30 đồng, và một cái hộp kẹo nhân sâm luôn, hai món quà cho quý vị. Nếu bị bạn mua hôm nay hoặc ngày mai. Dạ yeah, rồi, đó là hai món quà bà tặng cho cô nha. Có cái hộp dầu nữa phải không con? Dạ, có đầy đủ Hộp một hộp dầu. dầu, một hộp nghệ, một cái quạt, một cái cô muốn lấy ấm pha trà hay là cô muốn lấy cái đèn pin? Cô muốn lấy cái ấm pha trà Rồi, với ấm pha lại trà. cái gì mà hũ quả gì đó, Rồi, cái gì mà rau cắt củ quả. Rồi cô nhé. Rồi. Dạ, con cảm ơn cô đẹp à. Cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ Dạ. rồi, chúc cô một ngày tình bình an và Rồi, cuối cảm tuần vui vẻ nha ơn cô. vậy. Dạ Dạ, con vâng. chào cô. Và vị khách vừa rồi đã là người cuối cùng trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thật là nhiều. Xin nhắc lại, nếu quý vị nào ra mua lấy hàng trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai, quý vị sẽ được tặng thêm hai cái món quà, đó là hộp kẹo hoặc là cái đông trùng hạ thảo 10 viên. Xin cảm ơn quý vị và Thái Nhật và Thanh Thúy. Kính chúc tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc và lúc nào cũng được bình an. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tuần sau. Và chắc chắn rằng là trong cái tuần lễ này thì mọi người sẽ vui với cái đời sống. Rồi, bắt thêm một điện thoại cuối cùng được không? Nhé. Dạ, ở sát sau show này chúng ta sẽ nghe. Rồi, Dạ. sau show thì Thanh Sau show Thúy thì sẽ chúng ta bắt sẽ điện nghe. thoại nữa. Xin cảm ơn quý Sau vị. show này thì coi như là đầu show mà có một cái tin vui, thì cuối show chốt một cái tin vui. Quý vị gọi sau cái giờ này và trả và mua và pick up thì chúng tôi sẽ có hai món quà thêm cho quý vị. Đúng Là rồi. một cái đông trùng hạ thảo 10 viên và một cái hộp kẹo nhân sâm. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã gọi Chương vào trình chương chiếu trình. livestream, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Hẹn gặp lại livestream. ngày mai.